Tập 1. Nửa năm trước, tôi nghĩ công sức các công nhân bỏ ra thì phải nhận được tiền công lao động xứng đáng. Bị cáo phải lập tức chi trả toàn bộ tiền lương cho nguyên cáo. Chỉ Lâm không có bất kỳ quan hệ thuê mướn với những nhân công này. Chúng tôi giao dự án đấu thầu cho một công ty xây dựng. Sắp xếp của công ty xây dựng bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ, khiến cho chúng tôi cũng rất bị động. Tôi nghe nói ngày mai anh sẽ đính hôn. Anh tổ chức đám cưới xa hoa đắt đỏ bằng cách đi bóc lột người khác. Anh có an lòng được không? Xin hỏi việc tôi đính hôn có liên quan gì tới tranh chấp của chúng ta? Tôi nghĩ luật sư đối phương đứng trên nền tảng đạo đức cao, chê bai nỗ lực làm giàu của người khác. Cùng là nỗ lực làm giàu, anh kiếm được nhiều tiền, họ kiếm được ít tiền, không có nghĩa là ít tiền không phải là tiền. Ngược lại, số tiền ít đó là cả mạng sống của họ. Liên quan gì tới tôi? Vì lúc này anh đang nói dối. Bằng chứng đâu? Ken, sao em lại tới đây? Anh nói mấy bữa nay anh thấy đau nhói tim còn gì. Người ta lo cho anh nên mới tới hỏi thăm anh. Không sao, đừng lúc nào cũng nói không sao. Em hẹn bác sĩ cho anh rồi, nhớ phải đi khám đó. Được, anh nhớ rồi. Ngày mai là đến lễ đính hôn. Em lại chọn được một bộ lễ phục nữa. Anh có muốn thử cùng em không? Chuyện này em quyết định là được. Em cũng biết số đo của anh rồi. Công ty còn rất nhiều việc, anh phải quay lại đó. Ừ, thôi được. Hoãn xử, không khác xử sao? Vụ án này khó hơn tôi tưởng nhiều. Vụ án trợ giúp pháp lý trước giờ vẫn là vậy mà. Sếp Tiểu Lâm, tôi nhắc nhở anh một chút. Lần sau chúng ta gặp nhau, không còn đơn giản là tố tụng dân sự nữa. Anh có nghe nói tới gian lận hợp đồng chưa? Chưa được nghe thật. Như vậy đi, tối nay tôi mời cô ăn cơm. Cô nói tôi nghe thế nào là gian lận hợp đồng. Đừng chỉ mời mình tôi. Nếu anh có thành ý, thì anh không ngại nếu ngày mai tôi mời những dân công này đến tiệc đính hôn của anh ăn một bữa. Không thành vấn đề, Trí Lâm mời được, sẵn sàng hoan nghênh. Được, quyết định vậy nha. Ken, có phải hôm nay sẽ có rất nhiều người đau lòng không? Có người đau lòng thì cũng có người vui lòng. Tâm Hải, hôm nay là song hỷ lâm môn. Khải Chính và Tâm Giao kết thành lương duyên. Hai nhà chúng ta sau này sẽ còn hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Sau này Lệ Thành sẽ là thiên hạ của chúng ta rồi. Tôi chỉ đợi ngày này thôi. Tâm Giao, em có giữ được cậu em của anh không? Có cần anh giúp em không? Anh cả, nhốt không được thì thả rông thôi. Chỉ cần Ken vui là được, phải không Ken? Cảnh giới này của em, cậu coi đại tiểu thư nhà họ Giang kìa. Cậu kết hôn là thành cọng rơm cứu mạng cho nhà họ Lâm rồi. Tập đoàn Trí Lâm và doanh nghiệp Giang Thị đều đứng tên cậu hết. Hay nói cách khác nữa là cái Lệ Thành này là của cậu rồi. Anh đừng nói như vậy, ai mà chẳng biết. Bà và ba quý anh nhất. Em chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Nào nhìn vào ống kính, cười cái nào. 1, 2, 3. Sao vậy? Làm gì vậy? Cho chúng tôi vào đó. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Ba, có mấy dân công tới kiếm chuyện, con qua đó xem. Sếp Lâm, sếp Lâm, ra đây. Sếp Lâm, cho chúng tôi vào đó. Cho chúng tôi vào. Sếp Lâm ra rồi. Sếp Lâm, trên tòa anh đã hứa những gì với chúng tôi là phải thực hiện đó. Sếp Lâm, chúng tôi không có tiền đi xe buýt. Chúng tôi đều đi bộ tới đây. Vì vậy mới tới trễ một chút. Bữa ăn này chưa bị bỏ lỡ đó chứ? Đúng vậy. Chưa lỡ, đến giờ đúng lúc. Luật sư Châu, cách làm của cô và đương sự của cô khiến tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sếp Lâm, địa điểm tổ chức lễ đính hôn của anh cũng khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Tiêu tốn hết bao nhiêu tiền? 500.000 tệ hay 1 triệu tệ? Anh tổ chức hôn lễ hoành tráng ở đây. Anh từng có nghĩ đến các đương sự của tôi chưa từng được ăn một bữa no hay không? Cô yên tâm, tôi đã hứa với cô và đương sự của cô, để các người được nhận hỗ trợ từ thiện từ tập đoàn Trí Lâm. Tôi nói được sẽ làm được. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Anh hãy giải quyết ổn thỏa đi. Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc đó thì tốt biết mấy.
Lâm Khải Dân sẽ yên tâm đi làm chú rể của anh ấy, tiếp tục cuộc sống chơi bời trác táng. Còn tôi cũng sẽ hạnh phúc gả cho Hạo Nhiên, hài lòng với cuộc sống làm vợ làm mẹ. Nhưng số phận lại cho chúng tôi một kết cục ngược lại. Anh không sao chứ? Không sao. Từ từ thôi. Đẹp quá. Trầu Vũ, anh yêu em. Hạo Nhiên, em yêu anh. Anh thích nhất là cảm giác leo tới tận đỉnh núi. Dường như trời đất và chúng ta không còn bị ngăn cách bởi điều gì. Cảm giác này thật tuyệt vời, thật vĩ đại. Em đồng ý, em cũng rất thích. Đây là cảm giác anh thích thứ hai. Tại sao lại là cảm giác thứ hai? Cảm giác thứ nhất là gì? Thứ nhất chính là cảm giác được ở bên em. Chờ chút. Lấy anh nha. Em biết không, từ lúc mới quen em, anh đã chôn nó ở đây. Đợi đến một ngày đích thân em sẽ tới lấy. Trâu Vũ, lấy anh nha. Nghĩ chút, nghĩ chút. Nhắc cho anh biết, sổ sách của anh ở tập đoàn hơi bị loạn đó. Cậu đừng có lo chuyện bao đồng, em phải quản thật đó. Tuần trước ba vừa mới hỏi chuyện này, đến khi đó mà tra tới anh thật. Đừng trách em không nhắc anh trước. Sao cậu hệt như mẹ cậu vậy? Làm người đừng có ác độc như vậy được không? Anh nhắc lại lần nữa coi. Tôi có nhắc lại một vạn lần cũng không thể thay đổi được sự thật này. Năm xưa mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm như thế nào? Chính vì mồi lửa bà ta đốt cháy nhà, xém chút nữa thiêu chết tôi. Trên thực tế mẹ cậu chính là tên tội phạm giết người. Chơi thật chứ gì. Hạo Nhiên, anh có sao không? Không sao, Tiểu Vũ. Hạo Nhiên, nắm chắc sợi dây, nắm chắc lấy em. Em đừng cử động. Hạo Nhiên, anh nắm chặt sợi dây, nắm thật chặt. Hạo Nhiên, em đừng quản, em đứng yên đó. Anh định làm gì? Trâu Vũ, cảm ơn em đã chịu lấy anh. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em. Đừng mà. Tôi nói cho cậu biết, cậu đánh chết tôi thì cậu cũng không tìm lại được mẹ đâu. Sếp ơi,
Sếp ơi, Khải Chính, sếp Tiểu Lâm. Bệnh nhân có dấu hiệu suy tim, buộc phải lợi tiểu. Tiêm 0,2 gam thuốc trợ tim. Dạ. 20mg furosemi, 20mg ulinastatin, tim tĩnh mạch. Dạ. Bác cả, rốt cuộc anh bị sao vậy? Lần trước, tôi đã nói với các anh rồi. Bệnh nhân mắc bệnh giãn nở cơ tim. Vì còn trẻ nên cảm giác không có gì đáng ngại. Phát bệnh cũng không đến bệnh viện kiểm tra. Bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị bảo tồn. Bây giờ phát bệnh vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ chỉ có thể mau chóng làm phẫu thuật ghép tim. Ghép tim? Đúng, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sợ là sẽ không kịp mất. Vì thế việc cần làm lúc này là mau chóng tìm được trái tim tương thích. Alo, chị à, em đang bận, có việc gì vậy? Hả? Cái gì? Bệnh viện Nhân Dân. Dạ, em sẽ tới ngay. Chị, em đã tới rồi. Chị đừng khóc. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Chị và Hạo Nhiên đi leo núi. Anh ấy vì cứu chị mà rơi từ trên vách núi xuống. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Cô Châu, chúng tôi cần phải nói chuyện với cô. Tuy là đến giờ, bệnh nhân vẫn còn hơi thở. Dù sao cũng bị thương quá nghiêm trọng. Trên thực tế là đã chết não rồi. Chị ơi. Cũng là tại chị. Là tại chị vô dụng. Nếu không vì chị thì sao Hạo Nhiên lại ra nông nổi như thế này? Chị đừng nói như vậy. Chị biết phải ăn nói sao với bác trai. Em gọi điện cho bác ấy rồi. Chắc bác ấy đang trên đường tới. Bác sĩ, cô Châu, có chuyện này tôi muốn trao đổi với cô. Cô Châu, chúng tôi phát hiện bệnh nhân trước kia từng ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. Bác Lâm, nó sao rồi? Vẫn chưa tỉnh. Bên bác có tin gì chưa? Có một bệnh nhân đã ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. Nhóm máu và mọi thứ khác của người này hoàn toàn trùng khớp với nó. Thật sao? Hiện đang trong tình trạng chết não, vẫn đang có dấu hiệu sống. Vậy là chúng ta chỉ có thể đợi thôi sao? Không đợi còn biết làm gì nữa. Sao vậy? Ken, Ken, có phải anh tỉnh lại không? Con đi gọi bác sĩ đi. Con đi gọi bác sĩ. Bác sĩ Trương, chuyện ghép tim anh có hỏi giùm tôi chưa? Hỏi rồi. Nhưng tâm trạng của người nhà bệnh nhân giường 27 vẫn rất kích động. Khi nãy còn đuổi tôi ra ngoài. Tôi đoán cô ấy sẽ không đồng ý. Thực ra tôi rất thông cảm cho tâm trạng của người nhà bệnh nhân. Nhưng mà tim của bệnh nhân giường số 5 có thể ngừng đập mọi lúc. Thực sự không đợi được nữa. Bác sĩ, bệnh nhân giường 5 tỉnh rồi. Phiền bác sĩ tới đó xem. Được, tôi tới ngay. Bác sĩ,
Chị, chuyện anh Hạo Nhiên ký vào giấy tự nguyện hiến tạng, chị không hề hay biết hay sao? Có biết, chị cũng không thể quyết định thay anh ấy. Chị chỉ là vợ chưa cưới của anh ấy. Chị không có quyền quyết định thay anh ấy một chuyện quan trọng như vậy. Vậy phải đợi bác trai tới rồi nói. Chủ tịch, luật sư Châu tới rồi. Luật sư Châu, đây là chủ tịch. Chào luật sư Châu. Ông tìm tôi. Luật sư Châu, tôi nghe nói chồng chưa cưới của cô gặp phải chuyện không may. Hơn nữa, hiện đang trong tình trạng chết não. Chúng ta đồng cảnh ngộ, đều phải đối diện với nỗi đau mất người thân. Nhưng khác nhau ở chỗ, cô mất đi người yêu, còn tôi mất đi thằng con trai ruột. Ông nói với tôi câu này là có ý gì? Có nghĩa là con trai tôi đang nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật ghép tim ngay. Tôi nghe nói chồng chưa cưới của cô đã ký vào giấy tự nguyện hiến tạng, hơn nữa nhóm máu cũng hoàn toàn tương thích với con trai tôi. Cho nên tôi xin lỗi. Tôi có hiểu được ý của tôi không? Tôi hiểu. Tôi cũng rất thông cảm với ông. Nhưng chồng chưa cưới của tôi vẫn còn sống. Phải, tôi biết chứ. Ông biết mà còn nói với tôi những điều đó. Ông không cảm thấy mình quá ích kỷ hay sao? Phải, tôi xin lỗi. Đúng là tôi quá ích kỷ. Nhưng tôi mong cô hiểu cho tâm trạng người làm cha. Không muốn mất đi đứa con, tôi thực sự không còn con đường nào khác cả. Tôi cũng mong ông hãy hiểu cho tôi. Tuy Hạo Nhiên chỉ là chồng chưa cưới của tôi, nhưng trong lòng tôi anh ấy không khác gì một người thân. Anh ấy vì cứu tôi nên mới phải nằm đó. Trong lòng tôi chỉ cần anh ấy sống thêm một phút, chỉ cần anh ấy còn thở thêm một giây cũng là quá tốt rồi. Ông có thể hiểu cho tôi không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tại tôi không tốt, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy. Xem như cô chưa từng gặp tôi được không? Nhưng mà tôi muốn nói với cô, con trai tôi tên Lâm Khải Chính, chắc cô đã từng gặp nó. Tôi cũng biết cô có ấn tượng không tốt về nó. Nhưng dù sao đó cũng là một sinh mạng. Bác trai, bác trai tới rồi. Tiểu Vũ, con xin lỗi. Con không thể chăm sóc được cho Hạo Nhiên. Lỗi là tại con, không liên quan tới con. Bác sĩ đã nói với bác rồi, nói là mọi chức năng trên cơ thể Hạo Nhiên đều đã suy giảm, có lẽ không còn mấy ngày nữa. Bác đừng nghe họ nói linh tinh, sẽ có hy vọng thôi. Thật đó. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên của ba. Hạo Nhiên,
Bác sĩ sao rồi? Tình hình rất nguy cấp, mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Không có trái tim khỏe mạnh để cấy ghép, chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Trâu Vũ, Trâu Vũ, Trâu Vũ, tôi cầu xin cô, cô đừng để tôi mất đi anh Ken có được không? Cô biết nỗi đau mất đi người thân. Tôi cầu xin cô mà, cứu anh ấy đi có được không? Chú ơi, chú ơi, con không thể để mất anh Ken. Cầu xin chú thương anh ấy với. Chú cũng hiểu nỗi đau mất đi người thân mà. Cầu xin chú, con cầu xin chú. Trâu Vũ, Trâu Vũ, tôi cầu xin cô hãy cứu anh Ken với. Anh ấy thực sự rất cần trái tim này. Cô nói gì đi được không? Trâu Vũ, tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô mà. Chú ơi, thưa ba, con xin lỗi, con đã không chăm sóc tốt cho Hạo Nhiên. Sống chết có số. Ba hiểu Hạo Nhiên, đây cũng là sự lựa chọn của nó. Tiểu Vũ, sau này con đường của con còn dài lắm, hãy sống thật tốt. Tiếp theo, con định tính thế nào? Con muốn rời khỏi nơi này. Cũng tốt. Chị định khi nào sẽ trở về? Chị không biết. Đợi khi nào chị đứng đây không còn ngóng chờ Hạo Nhiên bỗng dưng xuất hiện chạy tới cười với chị, có lẽ tới khi đó chị mới trở về. Nửa năm sau, cậu Lâm, cậu thấy sao rồi? Không ổn. Sao vậy? Nằm đây cũng nửa năm rồi, chán chết đi được. Ghép tim là một ca phẫu thuật rất phức tạp, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nào, để tôi kiểm tra cho cậu. Thực ra tôi khỏe lại hoàn toàn rồi, bây giờ không có gì là không làm được. Anh nghe cho kỹ đi. Tôi còn hiểu tình trạng sức khỏe của cậu hơn cả cậu đó. Đúng là cậu đã hồi phục rất tốt. Vậy khi nào tôi mới được xuất viện đây? Thứ tư tuần này tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc kiểm tra toàn thân. Nếu không có vấn đề gì, thứ năm sẽ được xuất viện. Cảm ơn bác sĩ.
Nửa năm sau, tôi lại quay về thành phố khiến tôi đau lòng này. Vốn dĩ tưởng rằng tôi đã dần quên đi tất cả nỗi đau đó. Nhưng khi thành phố này hiện ra trước mắt, tôi mới phát hiện quên lãng là một việc vô cùng khó khăn. Tôi rất sợ hãi. Tôi sợ phải không thấy những địa điểm và đồ vật quen thuộc. Nhưng có một âm thanh nào đó trong tim không ngừng dãy gọi tôi. Em đã trở về, Hạo Nhiên. Anh ở bên đó có khỏe không? Trái tim anh mãi mãi thuộc về em. Nó sẽ luôn đập vì em. Lấy anh nha. Chị làm em hết hồn. Em tưởng nhà có trộm nữa. Chị về mà không báo với em một tiếng. Em nhớ chị quá. Sao chị không gọi cho em một cú điện thoại nào vậy? Thì chị muốn tạo bất ngờ cho em. Để em coi, để em coi. Ốm đi rồi, ốm đi rồi. Nhưng cũng xinh đẹp hơn trước. Bé ngốc à. Cơ bộ em cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mình đó. Em nuôi kiểu gì mà goodbye ốm đi nhiều quá vậy? Sao có thể chứ? Chị, dạo này mẹ thường gọi điện hỏi thăm tình hình của chị. Thêm cả Cao Chiến Kỳ cũng rất nhớ chị nữa. Anh ấy lúc nào cũng hỏi khi nào chị mới về. Thì chị đã về còn gì? Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Được. Hôm nay em sẽ trổ tài cho chị bữa cơm gia đình của Tiểu Nguyệt Nguyệt. Lúc chị không có nhà, em đã học nấu rất nhiều món. Thật không vậy? Đương nhiên rồi. Rất nhiều loại mì ăn liền. Đúng vậy, 18 loại đó. Chị à, em nói chị nghe, sếp Tiểu Lâm bình phục rất nhanh. Ngày mai là anh ấy được xuất viện rồi. Ngày mai được xuất viện à? Chị nghĩ ngày mai em có nên đi hay không? Nếu em đi thì nên cầm theo gì tới đó? Tiểu Nguyệt, chị không hứng thú về chuyện của người đó. Mọi người đều mong chờ ngày này. Bà nội đã chuẩn bị cả một bàn ăn lớn đợi anh về đó. Anh muốn tới thăm mộ người đó một lát. Người nào? Là người đã hiến tim cho anh đó. Em hiểu tâm trạng của anh, nhưng bệnh viện có quy định phải bảo mật thông tin người hiến tặng, không được tiết lộ cho người được hiến, cho nên em cũng không biết người đó là ai. Vậy sao? Ken à, chúng ta thầm cảm ơn người tốt đó trong lòng là được rồi. Được. Sếp Tiểu Lâm, nghe nói hôm nay anh xuất viện nên tôi đã xin nghỉ phép tới đây. Chúc mừng anh. Cảm ơn cô. Về đi làm đi. Sao vậy? Anh sao rồi? Không còn vấn đề gì nữa. Hoàn toàn bình phục, giống như người thường. Về nhà chịu khó nghỉ ngơi.
Lên xe đi. Sao vậy? Không có gì. Nào, mọi người cùng chúc mừng. Con trai tôi trải qua kiếp nạn này. Cạn ly, cạn ly. Mọi người được uống rượu, còn con chỉ được uống soda. Anh quên bác sĩ dặn rồi sao? Tim của anh hiện giờ vẫn có phản ứng loại trừ, cho nên không được hút thuốc hay uống rượu, không được vận động mạnh, không được vui hay buồn quá. Anh nhớ chưa? Còn nữa, không được quá thân mật với chị dâu của em. Khải Thông, bà không nghe nổi nữa. Bà nội, bà đừng giận. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Hơn nữa bác sĩ nói, đợi khi nào phản ứng chống lại của anh hoàn toàn biến mất, cơ thể của anh hoàn toàn chấp nhận trái tim mới này, khi đó anh muốn làm gì thì làm. Em có nói gì đâu. Đúng rồi anh, em rất muốn hỏi anh, sau khi anh thay một trái tim mới, anh có phản ứng đặc biệt nào hay không? Phản ứng hay không phản ứng gì chứ. Khải Chính xem như đã vượt qua một kiếp nạn, chỉ cần khỏe mạnh là được. Nào, chúng ta uống thêm một ly vì sức khỏe của Khải Chính. Nào. Vốn dĩ con vừa xuất viện, ba không muốn nói với con những chuyện này. Nhưng trước mắt Trí Lâm đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Khu đất đó của chúng ta đã bị bỏ trống quá lâu rồi. Vì giá bán quá cao, chúng ta thực sự không thể tự mình phát triển, buộc phải có sự đầu tư của nhà họ Giang. Nhưng ngày nào con và Tâm Giao chưa kết hôn, Giang Tâm Hải sẽ không chịu ký vào hợp đồng này. Tức là ông ta sẽ không cầm một đồng nào. Con hiểu, nhưng có điều này con không biết. Con ngã bệnh là phải quản cưới nửa năm. Nửa năm này có ý nghĩa gì? Dự án này không những phải trì hoãn lại nửa năm, tiền vốn đầu tư đợt đầu của chúng ta cũng bị treo trong nửa năm đó. Ba, con xin lỗi. Mọi chuyện đều tại con. Không thể nói như vậy được. Ai mà ngờ được tim con lại có vấn đề. Con trai, ba chỉ muốn nói là ngày kết hôn của con cũng là lúc để Trí Lâm chuyển mình. Con hiểu. Goodbye. Alo, alo, cậu chủ Lâm, nghe nói hôm nay cậu xuất viện. Tin tức của cậu cũng nhanh thật đó. Sao hả? Hay là mấy anh em mình tụ tập đi? Được, ở đâu? Nửa năm không gặp, cũng có thêm không ít người mới ha. Đúng vậy, chỉ còn đợi cậu thôi đó. Cậu coi, để Phi Phi của chúng ta đợi lâu quá rồi. Nào nào, ngồi xuống đi. Cậu chủ Lâm, cậu chẳng tình nghĩa chút nào. Nửa năm rồi không nói gì với anh em hết. Phải, nào nào, uống đi, uống đi. Sao vậy? Dạo này anh không được khỏe. Hôm nay không uống nữa. Mọi người cứ uống đi, anh ngồi đây là được rồi. Cậu chủ Lâm, chúng ta lên nhảy đi. Cậu chủ Lâm, chúng ta lên nhảy đi. Anh phải về trước đây, anh thấy không khỏe. Còn chưa tới 11 giờ nữa mà. Anh về trước đây, anh thấy không khỏe. Hay em về cùng anh? Không cần đâu. Dạo này anh chơi chán rồi, không muốn chơi nữa. Đừng liên lạc với anh.
Người ăn không hết, kẻ lần không ra, anh tự giải quyết ổn thỏa đi. Quyết định vậy nha.